Chào mừng bạn đến với phiên 11 Sống có lý tưởng hay sống một cuộc đời vĩ đại. Và đây là phiên cuối cùng trong chuỗi chương trình Maximize Productivity Performance. Và tôi là Nguyễn Khắc Long, chuyên gia huấn luyện năng lực doanh nghiệp và là đại diện chính thức của cả ba bậc thầy đương đại Jack Canfield, Brian Tracy và John Maxwell. Bạn thân mến, tâm lý con người chúng ta là luôn muốn sống một cuộc đời không lo toan, không tính toán, không có phải suy tư quá nhiều. Và ai trong số chúng ta cũng đều muốn có một cuộc đời an cư rồi mới lạc nghiệp, sống một cuộc đời vui vẻ, tự do và tự tại. Nhưng thật tiếc, ngày đó sẽ không bao giờ tới. Bởi một lẽ, tâm lý của con người là chúng ta sẽ không bao giờ dừng lại. Có nghĩa là hôm nay bạn đạt một điều gì đó mà đã từng hằng khao khát ở trong quá khứ, thì điều đó đồng nghĩa với việc là bạn sẽ không ngừng cái ước mơ của mình hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Ngày nào cũng vậy, chúng ta liên tục như vậy. Và chúng ta sẽ không bao giờ dừng lại. Chúng ta đang được học để muốn được thêm nhiều hơn nữa thay vì bớt. Và chúng ta đã neo cái suy nghĩ an cư lạc nghiệp của mình quá lâu và quên mất đi cái niềm khao khát bỏng cháy cuộc đời. Đã nhiều năm tháng trôi qua, chúng ta đã từng phải nhìn sắc mặt ai đó để sống. Chúng ta đã từng phải cảm thấy cam chịu, cảm thấy chịu đựng và quên mất đi ước mơ thầm kín, từng ấp ủ của chúng ta nhiều năm tháng qua. Và như bạn đã biết, sống chỉ có một lần, hãy sống hết mình, hãy sống một cuộc đời vĩ đại. Bạn hoàn toàn có thể có một cuộc đời vĩ đại. Thế vậy thì tại sao lại sống một cuộc đời bình thường, phải không ạ? Hãy ước mơ lớn hơn, hãy làm một điều gì đó tạo ra giá trị cao hơn và hãy chinh phục tối đa tiềm năng của bản thân mình. Có quá nhiều giai thoại đã được kể ra và tự tay của chúng ta vẫn có thể, đáng ra nó có thể viết lên giai thoại cho chính cuộc đời của mình, tại sao không ạ? Và trong phiên này thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về 10 chìa khóa để giúp bạn xây dựng được hai phẩm chất chủ chốt để tạo ra cuộc đời vĩ đại. Bạn cũng đồng thời trả lời được 4 câu hỏi cốt yếu để xây dựng tầm nhìn dài hạn. Bạn sẽ làm chủ được 3 cách thức để quản lý thời gian một cách hiệu quả nhất và nắm vững được 5 bước đơn giản để giúp bạn chủ đích định hướng tương lai của mình. Và xây dựng thói quen chủ yếu của người thành công là gì, và ứng dụng được 3 cách thức để loại bỏ những cái điều không cần thiết ra khỏi cuộc sống của mình. Bạn cũng đồng thời tìm hiểu được 4 phương thức để biến công việc thành đam mê. Bạn sẽ kiểm soát được 2 tâm lý chủ yếu để giúp cho bản thân bạn trở thành một tượng đài, thậm chí là một huyền thoại mà bạn từng khao khát mơ ước được trở thành. Bạn cũng đồng thời làm chủ được 4 bí quyết giúp bạn xóa tan mọi nỗi sợ hãi. Nhận diện được 4 ngày sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc sống của bạn. Và chào đón bạn với phiên cuối cùng tuyệt vời được mang tên là Sống cuộc đời lý tưởng ở trong series Maximize Productivity Performance.